Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 10: Nhìn được thấu, buông được xuống. Khi tôi mới bắt đầu học Phật, lần thứ nhất gặp Ngài Chương Gia Đại Sư, tôi liền thỉnh giáo với Ngài. Tôi hỏi: Phật Pháp tốt, mỗi chúng ta đều biết được là tốt, vậy thì phải bắt tay vào chỗ nào? Thọ dụng chân thật và lợi ích của Phật Pháp, chúng ta luôn hy vọng rất mau có thể đạt được. Lão Hòa Thượng Ngài dạy tôi 6 chữ: nhìn được thấu, buông được xuống. Nhìn được thấu cái gì? Chính là hiểu rõ chân tướng sự thật. Việc này gọi là nhìn được thấu. Nhìn được thấu là chân thật học Phật. Trước tiên, phải nhìn thấy được rõ thế gian, phải thấy được rõ thế giới. Trên kinh Kim Cang đã nói rất rõ ràng với chúng ta: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Cái thế gian này không phải là chân thật. Bạn phải biết rõ cái chân tướng sự thật này. Buông được xuống không phải là bảo bạn không làm bất cứ việc gì, mà bảo bạn buông xả ở trên tâm. Sự làm được càng tinh tấn, làm được càng nhanh chóng, làm được càng viên mãn. Trong tâm không hề vướng bận việc gì, không hề có chút vướng mắc nào, không có lo buồn, không có vọng tưởng, không có phiền não. Không chỉ phải buông bỏ thân tâm thế giới, xin nói với các bạn, quan trọng nhất là phải đem chấp trước của bạn buông xả đi, đem cái phân biệt của bạn bỏ đi, đem cái vọng tưởng của bạn buông bỏ đi. Vậy thì bạn rất nhanh có được thành tựu. Cái tâm này của bạn mới chân thật có thể có được thanh tịnh. Phật dạy chúng ta dùng trí tuệ quán sát cảnh giới. Bạn có thể nhìn được thấu thì bạn mới buông được xuống. Tại vì sao không thể buông được xuống? Là do chưa nhìn được thấu. Cho nên phàm hễ không buông được xuống là do chưa nhìn được thấu. Người học Phật phải nhìn được thấu, phải buông được xuống, tâm mới được thanh tịnh. Tâm thanh tịnh rồi, phiền não ít đi rồi, vọng niệm ít đi rồi, thì sẽ không còn làm những việc phải quấy nhân ngã nữa. Ý niệm tham sân si dần dần tan nhạt. Đây chính là lợi ích chân thật của học Phật. A Di Đà Phật. No.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.